triệt phá đường dây bán lẻ ma túy do cặp vợ chồng Hờ cầm đầu. Lần theo lời khai của đối tượng bị bắt quả tang đang buôn bán ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ thêm hai đối tượng có tiền án, chuyên bán lẻ ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 bị can về các tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Lê Trung Nam, sinh năm 1991 ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, cùng cặp vợ chồng Hờ Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh năm 1974 và Vũ Mạnh Thắng, sinh năm 1960. Hiện đang cùng sinh sống tại số 12, ngách 132 Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, tổ công tác Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, phát hiện Lê Trung Nam điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ một túi ma túy đã đối tượng tự khai nhận mang đi bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, người cung cấp ma túy cho Nam là Nguyễn Thị Bích Phượng và Vũ Mạnh Thắng. Phượng và Thắng đang sống với nhau như vợ chồng. Bản thân Phượng đã có một tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Thắng có 4 tiền án và 4 tiền sự và cả hai cùng nghiện. Cặp tình già mua ma túy về xế lẻ bán kiếm lời và cùng nhau sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp đôi, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ 14 gói ni lông, 2 cân điện tử và một số tang vật khác có liên quan. Kết quả giám định cho thấy, số ma túy thu được gồm 37,38 g heroin, 18,57 g metafetamine. Hàn T. H. từ Hà Nội Mới, Pháp Luật Việt Nam.